Và quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 15 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh liên minh các quốc gia Nam Mỹ hôm qua diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn vì những rạn nứt về mặt chính trị trong khu vực. Tại hội nghị, tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva bày tỏ mong muốn thúc đẩy nỗ lực hội nhập ở khu vực Nam Mỹ. Ông nói: "Vấn đề đưa chúng ta đến đây chính là nhu cầu cấp thiết về hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực." Chúng ta cần đạt được tầm nhìn chung và các bước đi chắc chắn để phát triển bền vững, duy trì hòa bình và thịnh vượng cho người dân. Tổng thống Brazil đưa ra một loạt chương trình hợp tác cụ thể để lãnh đạo các nước trong khu vực cùng thảo luận và xem xét. Sau phiên khai mạc, lãnh đạo các nước đã thảo luận về việc hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, chống tội phạm và ý tưởng đồng tiền chung cho khu vực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát quân sự từ trạm Soha ở phía tây bắc vào lúc 6 giờ 27 phút sáng nay. Tuy nhiên, vụ phóng không thành công. Theo KCNA, tầng thứ hai của tên lửa gặp trục trặc khiến tên lửa lao xuống biển Hoàng Hải. KCNA cho biết thêm Triều Tiên sẽ tiến hành vụ phóng thứ hai trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cũng cho biết họ đang xem xét khả năng tên lửa Triều Tiên có thể đã phát nổ trong khi bay, theo cơ quan này, tên lửa đã biến mất khỏi màn hình radar trước khi đến khu vực mà các mảnh vỡ của nó dự kiến sẽ rơi xuống. Vụ phóng sáng nay là nỗ lực phóng vệ tinh thứ 6 của Triều Tiên. Vụ phóng này đã dẫn đến các cảnh báo ở một số vùng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Các cảnh báo đã được rút lại sau khi không có nguy hiểm hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Rossi hôm qua kêu gọi Nga và Ukraine cam kết ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở đông nam Ukraine nhằm tránh nguy cơ thảm họa hạt nhân. Lời kêu gọi được ông Rossi đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông nói Chúng ta đang tung một con xúc sắc và nếu các cuộc tấn công tiếp tục thì một ngày nào đó vận may của chúng ta sẽ kết thúc. Tại cuộc họp, ông cũng kêu gọi Nga và Ukraine tôn trọng 5 nguyên tắc bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Một trong các nguyên tắc đó là các bên không được sử dụng nhà máy làm căn cứ triển khai vũ khí hạng nặng hoặc tổ chức các cuộc tấn công từ nhà máy. Liên quan đến các vụ máy bay không người lái UAV tấn công phòng Nga, Nhà Trắng hôm qua cho biết Mỹ vẫn đang thu thập tin tức về vụ việc, đồng thời nhắc lại quan điểm không ủng hộ những cuộc tấn công nhằm vào bên trong nước Nga. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng đều rõ, Chúng tôi đã xem tin tức và vẫn đang thu thập thông tin về những gì đã xảy ra. Nhìn chung, chúng tôi không ủng hộ những cuộc tấn công nhằm vào bên trong lãnh thổ Nga. Nga trước đó tuyên bố UAV của Ukraine đã tấn công một số quận của Moscow trong ngày hôm qua. Theo thị trưởng Moscow, hai người đã bị thương trong vụ việc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng lời hứa vũ khí của phương Tây sẽ không được sử dụng trên lãnh thổ Nga, chỉ là một lời nói dối khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức hoàn tất việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển ở Lula, ông Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất việc gia nhập của Thụy Điển, kịp thời cho hội nghị tượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7. Ông nói, chúng tôi tin rằng đã đến lúc và không có lý do gì để không tiến về phía trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những lo ngại quan trọng và chính đáng, Thụy Điển và Phần Lan đều giải quyết những lo ngại đó. Ông Blinken cũng bắt bỏ ý kiến cho rằng việc Tổng Nhĩ Kỳ chấp thuận cho Thụy Điển tham gia NATO có liên quan đến việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai đã ám chỉ mối liên hệ giữa vấn đề. Thưa quý vị, Thủ tướng Rastin Mohamed Tayyip hôm qua khẳng định Ai Cập đã luôn bảo trợ cho tiến trình hòa giải ở giữa các phe phái của Palestine và chính quyền Palestine thường xuyên liên lạc với Cairo để tham vấn. Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình tin tức Al Wahira của Ai Cập, nhân chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới quốc gia Bắc Phi từ ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Steyer nêu rõ Palestine luôn tìm cách tham khảo ý kiến của Ai Cập trong các sự kiện đang diễn ra vì Cairo luôn quan tâm đến sự thống nhất của người Palestine. Thủ tướng Steyer cũng cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi tổ chức đối thoại quốc gia và tiến trình tham vấn đang diễn ra nhằm khởi động sự kiện này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin cập nhật lúc 15 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.